Quý vị đang trên làn sóng của Đài Phát thanh NPR phát đi từ thủ đô Washington. Lê Ngọc xin kính chào tất cả quý vị thính giả. Và quý vị đang lái xe, quý vị nghe trên băng tần FM 100.3 HD2 và quý vị cũng có thể nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co và qua hệ thống YouTube NV Radio Livestream. Ngày hôm nay, ngày thứ ba, 26 tháng 12, 2017, Lê Ngọc xin kính gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của NPR và mong là tất cả quý vị đã có những ngày thật vui, thật hạnh phúc, thật bình an trong mùa lễ Giáng sinh vừa mới qua bên cạnh những người thân thương trong gia đình để trong tuần này chúng ta sẵn sàng đón chào một năm mới 2018 thật hạnh phúc và thật bình an. Sáng ngày hôm nay tại thủ đô Washington thì bầu trời vẫn lạnh thưa quý vị, 28-29 độ là nhiệt độ hiện tại, với gió tây thổi 5 dặm 1 giờ, những cái ánh nắng rất là nhẹ nhàng của buổi sớm mai xen lẫn với những áng mây. Mặt trời sáng ngày hôm nay cũng vừa mới mọc lên vào lúc khoảng 7 giờ 10 phút và tối ngày hôm nay mặt trời sẽ lặn vào lúc khoảng 5 giờ 05 của tối ngày hôm nay. Vào buổi trưa thì những cái ánh nắng khi mà tràn đầy trong ngày thứ ba, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay vẫn lạnh, chỉ có 39 độ mà thôi. Vào buổi tối thì quá lạnh, dưới độ đông đá, 26 độ. Thành thử trong tuần này nhiệt độ mà Lê Ngọc thấy đều là những cái nhiệt độ rất là lạnh. Đặc biệt trong tuần này quá lạnh thưa quý vị. Thành thử quý vị nhớ mặc cho đầy đủ áo ấm để khỏi có bị bệnh, bị flu, vì chính Lê Ngọc cũng đã bị rồi thưa quý vị. Ngày mai dự đoán thời tiết cho ngày thứ tư, bầu trời vẫn nắng, trong sáng, còn lạnh hơn ngày hôm nay, cao nhất cho ngày mai chỉ có 31 độ. Buổi tối Lê Ngọc vừa mới nhìn thì thấy quá lạnh thưa quý vị, 18 độ cho tối ngày mai mà thôi. Bước qua ngày thứ năm, bầu trời vẫn nắng, trong sáng, lạnh hơn ngày hôm nay, lạnh hơn ngày thứ tư, vì nhiệt độ cao nhất cho ngày thứ năm chỉ có 28 độ, buổi tối 21 độ. Những ngày cuối tuần bắt đầu từ ngày thứ sáu thì bầu trời xen lẫn với những áng mây, nhiệt độ vẫn lạnh, cao nhất cho ngày thứ sáu chỉ có 35 độ, buổi tối 27 độ. Ngày thứ bảy cao nhất 35 độ, buổi tối thứ bảy 19 độ. Và cho đến thời tiết của ngày Chủ nhật khi mà chúng ta đón chào New Year Eve thì Lệ Ngọc lại thấy cũng quá lạnh nữa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày Chủ nhật chỉ có 29 độ, buổi tối 18 độ. Thành thử khi mà quý vị vừa mới nghe thời tiết trong tuần này thì Lê Ngọc thấy là năm nay chúng ta bước vào mùa đông quá nhanh và nhiệt độ cũng quá lạnh. Quý vị cẩn thận giữ độ ấm để cho chúng ta khỏi bị bệnh. Và bước qua phần tin về giao thông thì ngày hôm nay là ngày mà quý vị trở lại đi làm sau những ngày nghỉ của mùa lễ của lễ Giáng sinh. Mặc dù là ngày thứ ba nhưng mà có lẽ có nhiều quý vị cũng nghỉ bắt cầu để mà đón chào năm mới. Lưu lượng giao thông không có nhiều nhưng mà Lê Ngọc thấy cũng có những trở ngại vừa mới được báo cáo trên satellite. Trước tiên đó là ở 495 Beltway ở vòng đai phía ngoài. Trước khi mà quý vị tới đường Arena Drive với lại FedEx Field, một tai nạn đã xảy ra ở phía bên Tây Mặt. Nhìn qua bên DC District of Columbia, một tai nạn đã xảy ra ở ngay Suitland Parkway ở vòng đai phía trong. Sau khi mà quý vị qua đường Alabama Avenue, tai nạn này đã xảy ra ở phía bên Tây Mặt chỉ cách đây có vài phút mà thôi. Tai nạn kế tiếp đó là ở Alabama Avenue về hướng South East với lại đường số 5. Tất cả những cái lane ở khúc đường này đã bị đóng lại vì tai nạn. Sửa đường thì vẫn còn ở đường Beach Drive với lại Military Road, Park Road, Tilden. Thành thử những con đường này đều bị đóng trong sáng ngày hôm nay. Nhìn bên Maryland thì một cái trở ngại mà quý vị đang gặp phải đó là một tai nạn xảy ra ở phía bên Tây Mặt, ở ngay về hướng Tây của US 50 sau khi mà quý vị qua Collington Road, tức là Maryland 197, đang làm cho cái dòng xe mà Lê Ngọc thấy trên satellite di chuyển cũng khá chậm chạp. Vẫn ở US 50 nhưng mà là ở ngay trên cầu Chesapeake Bay Bridge,
thì quý vị cẩn thận, đang có một cái lời cảnh báo vì ở khúc đường này ở US-50 và trên cầu Chesapeake Bay vì ảnh hưởng của gió Tây thổi khá mạnh. Thưa quý vị, khi đi ngang qua cầu Chesapeake Bay, cẩn thận lái chậm lại. Maryland 355 ở giữa đường LRB và đường New Technology Way thì tất cả những cái lane ở đây đều bị đóng lại vì vấn đề sửa đường Emergency Work Zone đang xảy ra ở khúc đường này. Virginia, Lê Ngọc lại không ngờ, mặc dù là lưu lượng xe ở những tuyến đường chính của bên Virginia không có nhiều, nhưng mà ở I-95 Lê Ngọc thấy dòng xe không di chuyển được nữa, thưa quý vị. Thành thử trước khi, nếu mà quý vị tránh được không đi qua 95 về hướng bắc giữa đường Thornburg và Virginia 606 với lại US đường số 1, tức là Spotsylvania, thì quý vị nên tránh vì đã có một tai nạn xảy ra ở ngay khúc đường này và đã bị và đã làm cho cái dòng xe ở đây bị hầu như là không di chuyển được. Lê Ngọc thấy là chỉ đứng có một chỗ mà thôi ở ngay khúc đường 95, thưa quý vị, ở về hướng bắc với lại ở Virginia 606. Đó là những trở ngại mà trong ngày thứ ba quý vị lái xe sẽ gặp phải ở ba tuyến đường chính của DC, Maryland và Virginia. Chúc quý vị đến sở làm thành công, nhẹ nhàng trong ngày đầu tuần của ngày thứ ba sau những ngày lễ Giáng sinh. Dạ vâng, và trong phần tin ngày hôm nay, trước khi mà Lê Ngọc mời luật sư Nguyễn Hoàng Duyên đến trên làn sóng của NVR, xin mời quý vị đến với thông điệp của Đức Giáo Hoàng. Ngài đã gửi một thông điệp về Jerusalem và ngay cả về bán đảo của Triều Tiên, Bắc Hàn. Đức Giáo Hoàng Francisco, Ngài kêu gọi hòa bình tại Jerusalem và tin tưởng lẫn nhau trên bán đảo Triều Tiên trong thông điệp Giáng sinh vừa mới qua đây, gọi là thông điệp Giáng sinh OB, tức là bài diễn văn truyền thống trong ngày lễ Giáng sinh gửi đến cho dân chúng của thành phố Roma và trên toàn thế giới ngay từ ban công chính của nhà thờ Thánh Phêrô. Ngài đã nhắc tới những căng thẳng đang tăng giữa người Israel và người Palestine và bày tỏ một niềm hy vọng rằng ý chí muốn tái tục đối thoại sẽ thắng thế giữa các phe phái để rốt cuộc đạt được một giải pháp qua sự thương thuyết, một giải pháp cho phép hai quốc gia sống chung trong hòa bình, Israel và Palestine. Người Palestine trong những ngày cuối năm đã cảm thấy phẫn nộ về quyết định của Tổng thống Donald Trump khi ông công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, của Do Thái. Giáo hoàng Francisco, Ngài còn nêu bật những gian khổ của trẻ em trong các cuộc xung đột. Ngài than vang về những làn gió chiến tranh đang thổi qua khắp thế giới và nhấn mạnh là cần phải có sự tin tưởng lẫn nhau trong vấn đề của bán đảo Triều Tiên. Giáo hoàng Francisco phát biểu nguyên văn trích như sau: chúng ta hãy cầu nguyện để tình trạng đối đầu được giải quyết trên bán đảo Triều Tiên và sự tin tưởng lẫn nhau tăng vì lợi ích của toàn thể thế giới. Trong thánh lễ một ngày trước Giáng sinh vừa mới được Ngài ban phép, có sự tham dự của số người quá đông lên tới trên 10.000 người bên trong và bên ngoài nhà thờ Thánh Phêrô, giáo hoàng Francisco mạnh mẽ bên vực người tị nạn và người di dân và mang những người này ra so sánh với Maria và Joseph thời họ chưa được tìm một nơi chốn để tạm trú ở Bethlehem. Giáo hoàng Francisco nói rằng niềm tin tôn giáo đòi hỏi giáo dân phải đón mừng những người lạ và Ngài kêu gọi một trí tưởng tượng mới thiên về xã hội. Giáo hoàng Francisco, Ngài đã kêu gọi hơn 1,2 tỷ người theo đạo Kitô giáo trên thế giới đừng làm ngơ trước số phận của người di dân đã bị buộc phải rời đất đai của họ khi vì các nhà lãnh đạo sẵn sàng hy sinh xương máu của người vô tội. Đó là thông điệp của Đức Giáo hoàng Francisco, Ngài gửi trong những ngày cuối năm, nhắc nhở mọi người chúng ta và tất cả đất nước trên thế giới hãy nhớ đến, nghĩ đến phải làm gì cho vấn đề hòa bình của thế giới.
Vâng, và tiếp theo thưa quý vị thính giả của NVR, trong những ngày của mùa lễ Giáng sinh, quý vị đã làm gì? Một cái điều mà Lê Ngọc rất mong là tất cả quý vị thính giả cũng như ngay cả chính Lê Ngọc chúng ta đều có những cái giây phút thật là hạnh phúc, thật là bình an bên cạnh gia đình, những người thân thương của chúng ta trong ngày lễ Giáng sinh. Và tờ The Hill cũng cho chúng ta biết là Tổng thống Donald Trump, ông cũng giống như tất cả mọi người, chúng ta cũng đã trải qua những ngày nghỉ lễ của mùa Giáng sinh với gia đình, với những cái sự thương yêu trong gia đình. Tổng thống Donald Trump, ông cũng đã đến Trump International Golf Club. Theo báo cáo của Tòa Bạch Ốc cho biết, Tổng thống Trump đã tận hưởng những ngày nghỉ đầu tiên tại câu lạc bộ Mar-a-Lago tại Florida trong dịp lễ Giáng sinh. Và những phóng viên đã viết trên Twitter rằng là trong cái ngày lễ Giáng sinh đó, thưa quý vị, là đánh dấu ngày thứ 108 của Tổng thống viếng thăm trong những cái gọi là những cái tài sản của ông từ khi mà ông nhậm chức vào tháng 1 của năm nay. Và họ cũng đã tổng kết lại và họ cho thấy là ông Trump cũng đã có hơn 80 chuyến đi đánh golf trong cái năm nay, sau khi những cái giờ, những cái ngày mà làm việc cũng đầy những cái sự căng thẳng. Rồi Tổng thống Donald Trump cũng nhấn mạnh rằng ngay cả trong cái dịp lễ, nghỉ lễ Giáng sinh thì ông cũng làm việc khi mà ông nghỉ ở Florida. Và cái làm việc của ông cũng có những cái giây phút thoải mái vì những khi những giờ làm việc, ông cũng làm việc ngay cả trên sân đánh golf. Một viên chức của Tòa Bạch Ốc giấu tên cho biết Tổng thống Donald Trump và chính quyền đã phải hủy đi một cái cuộc họp báo vì Tổng thống Trump không muốn cái họp báo này gây ảnh hưởng đến sự tích cực của truyền thông đưa tin sau khi mà cái luật cải tổ thuế đã được ban hành và đã được Tổng thống Trump ký thành luật hôm thứ Sáu tuần vừa mới qua đây. Và trong lúc mà Tổng thống Trump và gia đình di chuyển, ông cũng cho biết, ông cũng nhắc đến là Tổng thống Donald Trump, ông sẽ ủng hộ dân biểu Ron DeSantis của đảng Cộng Hòa của tiểu bang Florida, là người đang cân nhắc việc tranh cử cho chức thống đốc của tiểu bang Florida. Và Tổng thống Donald Trump trong những ngày cuối năm thì ông cũng đã tweet rằng là dân biểu Ron DeSantis là một nhà lãnh đạo trẻ xuất sắc, tốt nghiệp Đại học Yale và luật Harvard, và dân biểu Ron DeSantis sẽ là một thống đốc tuyệt vời của tiểu bang Florida. Và dân biểu này là một người yêu nước và cũng là một chiến binh thật thụ. Và thưa quý vị, trong những ngày cuối năm thì không biết những cái vấn đề chính trị nó sẽ có nóng bỏng cho giống như là những ngày đầu năm hay là những ngày trong giữa năm hay không. Nhưng mà có rất nhiều những nhà bình luận họ phân tích và họ cho chúng ta biết về những nhận định, những sự kiện nổi bật đã xảy ra trong năm 2017, cũng như là từ những sự kiện này thì lại có những cái dự đoán những gì sẽ xảy ra trong năm 2018. Và thưa quý vị, khi mà nói đến những nhận định trong những sự kiện nổi bật của năm 2017 và dự đoán của năm 2018, Lê Ngọc sẽ mời luật sư Nguyễn Hoàng Duyên đến trên làn sóng của NVR để cho chúng ta cùng suy ngẫm, cùng học hỏi lẫn nhau. Và trong lúc mà chờ đợi như vậy, Lê Ngọc xin mời quý vị đến với những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho làn sóng của NVR. Center như một tiểu Sài Gòn, nơi thanh lịch để mua sắm, nơi để thưởng thức những món ăn ngon, đặc sắc, nổi tiếng của nền ẩm thực Việt Nam. Eden Center tọa lạc gần Seven Corners, Fort Church, Virginia, được thành lập từ năm 1984 và Hội đồng Phát triển Kinh tế của thành phố Fort Church coi đây là một địa điểm du lịch số 1 trong khu vực, quy tụ hơn 100 cửa hàng với những cơ sở kinh doanh của người Việt Nam, gồm nhiều nhà hàng, tiệm vàng, gift store, tiệm cắt tóc, phục vụ cho quý vị đồng hương Việt Nam. Đến Fort Church, Virginia, quý vị đồng hương đừng quên đến trung tâm Eden Center. Quý vị hãy lập kế hoạch cho mùa lễ này ở MGM National Harbor Resort và Casino, một khu nghỉ mát sang trọng nhất, phục vụ cao nhất trong lĩnh vực mua sắm, có 102 về ẩm thực, một nơi giải trí vui nhộn nhất, chỉ cách thủ đô Hoa Thành Đốn vài phút thôi. Hãy dùng bữa cơm tại Ginger, đệ nhất nhà hàng Á Châu của khu nghỉ mát chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội
hứng thú này sẽ đem lại cho bạn niềm vui và chiến thắng chắc trong cuộc chơi hào hứng. Đây là những giây phút vui khó quên nhất. Trên 21 tuổi mới được vào, hãy chơi với một cách có trách nhiệm. Cần sự giúp đỡ, xin lên mdgamblinghelp.org hoặc là gọi 1-800-GAMBLER. Bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm không thể thay thế được bạn, nhưng bảo hiểm nhân thọ thay thế được thu nhập của bạn. Thu nhập dùng để trang trải tiền nhà, tiền xe, hóa đơn và những kỳ nghỉ du lịch. Nhưng điều gì xảy ra nếu không có thu nhập? Không ai có thể thay thế được bạn. Nhưng bạn có cách thay thế thu nhập của mình cho gia đình, cho những người thân yêu. Mua bảo hiểm nhân thọ là việc nên làm và rất có thể sẽ không tốn kém nhiều như bạn nghĩ. Quý vị hãy gọi điện thoại cho Lệ Ngọc để tìm hiểu xem có hội đủ điều kiện để mua bảo hiểm với giá rẻ hay không. 703-473-9326. Vì bạn không lường trước được những bất ngờ, nhưng bạn có thể chuẩn bị. 703-473-9326. Dạ vâng, Lê Ngọc đã có luật sư Nguyễn Hoàng Duyên trên làn sóng của NVR. Lê Ngọc xin chào luật sư Duyên. Nguyễn Hoàng Duyên xin kính chào quý thính giả và chào Lê Ngọc. Dạ vâng, trong sáng ngày hôm nay Lê Ngọc đã gửi đến những cái lời chúc và rất mong là tất cả quý vị thính giả đã cho có những cái giây phút thật là hạnh phúc, thật là bình an bên cạnh gia đình, bên cạnh những người thân thương trong những ngày lễ của Giáng sinh và chúng ta lại trong những cái ngày cuối năm 2017, thành thử tất cả những cái sự may mắn sẽ đến với tất cả chúng ta cho cái năm mới 2018. Thì Lê Ngọc chắc chắn là luật sư Duyên cũng có những cái giây phút thật là hạnh phúc, thật là bình an bên cạnh gia đình trong mùa lễ. Và luật sư Duyên đã sẵn sàng để mà đón chào năm 2018 chưa, thưa luật sư Duyên? Thực sự ra thì là quen là thành ra ngày nào cũng là ngày của trời đất vạn vật, chỉ có cuốn lịch nó ghi cho mình biết năm cũ năm mới thôi. Nhưng mà cứ mỗi một phút mình nghe tất cả mọi người mình nói là đây là cái mùa mà sum họp gia đình bạn bè thì được một vài ngày nghỉ, cũng rất là bình an. Rồi cũng viết bài, cũng làm những cái việc bình thường. Rồi còn chỉ còn có vài ngày nữa thôi đã qua năm mới 2018 rồi. Một trong một cái chiều hướng nào đó thì cũng sẵn sàng cho năm mới lắm đó Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, chúng ta biết là hôm nay ngày thứ ba thì chúng ta chỉ còn có vài ngày nữa là năm 2017 sẽ kết thúc, sẽ qua đi. Rồi những cái câu chuyện đã diễn ra trong năm nay, Lê Ngọc thấy nó có rất là nhiều sự biến đổi. Rồi nó cũng có những cái sự nóng bỏng, quá nhiều những sự kiện trong năm 2017 là có thể nói là những cái sự kiện nổi bật chúng ta không thể nào quên được. Và từ những cái sự kiện này có lẽ chúng ta sẽ đoán được, sẽ dự báo được là trong năm 2018 những chuyện gì, những đề tài nóng nào nó sẽ xảy ra. Và cái điều mà đầu tiên thưa luật sư Duyên, Lê Ngọc thấy trong năm 2017 khi mà Tổng thống Donald Trump ông nhậm chức thì có rất là nhiều sự thay đổi đã đến với nước Mỹ. Những cái sự thay đổi này nó ở một cái chiều hướng tích cực hay là ở một cái chiều hướng tiêu cực thì đó cũng là một cái đề tài của một cái câu chuyện nổi bật trong năm 2017 mà rất nhiều nhà bình luận họ cũng nhận định rồi gọi là có nhiều điều mà họ đưa đến để cho chúng ta cùng nhau suy ngẫm để mà sẵn sàng bước qua năm 2018. Và thưa luật sư Duyên, khi mà Tổng thống Donald Trump ông tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ là nhiều người đều nói đến Tổng thống Donald Trump là một người dám nghĩ, dám làm, dám nói. Và ông đã dùng một cái lập trường, một cái chính sách là nước Mỹ trước tiên, America First. Và Tổng thống thật sự đưa nước Mỹ vào một cái kỷ nguyên mới với rất là nhiều quyết định táo bạo, rồi với những cái quyết định mà ông nói cũng rất là mạnh mẽ.
một cái sự thay đổi hoàn toàn mà chúng ta cảm thấy là trước đó không xảy ra, như vấn đề siết lại vấn đề nhập cư, rồi rút ra khỏi Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP, kế đến đó là Thỏa thuận Khí hậu Paris, rồi ông cũng ký sắc lệnh công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Những chính sách của Tổng thống Donald Trump mang ra rất nhiều tranh cãi. Nhưng có một điều mà người ta thấy trước mắt là cũng không có phủ nhận được là cái kinh tế nước Mỹ trong năm nay cũng tăng trưởng, mà tăng trưởng cũng khá mạnh dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump. Thì đây cũng là một trong những cái sự kiện nổi bật trong năm 2017 mà lần lượt Lê Ngọc sẽ gửi đến cho quý vị. Và qua cái sự nhận định cũng như sự bình luận của luật sư Duyên, thì luật sư Duyên nghĩ như thế nào với những cái chính sách của Tổng thống Donald Trump trong năm 2017? Và những cái chính sách này của Tổng thống Donald Trump khiến cho nước Mỹ thay đổi, hay là ngay cả Trung Đông, tình hình thế giới thay đổi như thế nào trong cái năm cầm quyền của Tổng thống Donald Trump, thưa luật sư Duyên? Điểm mà Lê Ngọc mới vừa nhắc đó là, thứ nhất là kinh tế, có nghĩa là về mặt thị trường chứng khoán thì nó đang tăng vọt. Và thứ hai nữa là cái công ăn việc làm, mà cái nạn thất nghiệp đang chỉ còn có khoảng 4 chấm. Thì đây là những cái điểm mạnh về kinh tế. Nhưng mà hỏi rằng là cái điểm mạnh về cái kinh tế đang phát triển mạnh như vậy đó có phải là nhờ Tổng thống Trump hay không? Thì từ cái việc mà kinh tế phát triển mạnh mà nối kết với là Tổng thống Trump thì mình lại không có một cái gì để mà kết nối được trở lại. Nếu mà chúng ta nhìn cái thị trường chứng khoán thì là từ năm 2008 là cái năm mà cái chứng khoán nó sụp đổ, suy sụp hẳn xuống đó. Thì trong vòng từ 2008 tới 2017 đến bây giờ, nếu mà chúng ta nhìn cái biểu đồ chứng khoán thì chúng ta thấy nó là một cái đường nó đi lên, và tới khi mà Tổng thống Trump đắc cử đó thì nó đổi cái độ dốc, nó tăng nhanh hơn, chứ không phải là từ năm 2008 tới giờ nó không tăng. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái job market đó, khi mà Tổng thống Trump nhậm chức thì lúc đó cái job market nó cũng khoảng là 4 chấm mấy, nó cao hơn bây giờ nó còn khoảng 4.1. Cái nạn thất nghiệp đó, thành ra yes nó có tăng, cái vấn đề việc làm có tăng trong cái thời trong khoảng 11 tháng nay, nhưng mà Tổng thống Trump cũng đã job market nó cũng đã tốt khi mà Tổng thống Trump thừa nhận rồi tiếp nhiệm cái chức tổng thống rồi. Cho nên hồi đó có một cái lần là ông Sean Spicer, là cái ông giám đốc báo chí của Tòa Bạch Ốc đó, khi người ta hỏi ông một câu là trời, mới cách đây vài tháng thôi, khi mà chúng ta nói rằng là cái thị trường chứng khoán nó tốt, cái job market nó tốt đó, thì mình nói là fake news. Còn vậy thì bây giờ cái con số đó cũng do những cái cơ quan đó đưa ra, vậy có phải là fake news không? Thì ông giám đốc báo chí nói một câu đó là trân tráo đó, nó là ô hồi đó mấy con số đó là fake, còn bây giờ mấy con số nó rất là thật. Mình nghe cái cách nói chuyện như vậy, cái phán đoán cũng là từ quý thính giả. Nhưng mà bây giờ trở lại cái vấn đề mà kinh tế lên có phải là do Tổng thống Trump hay không đó, thì thứ nhất là 11 tháng nay cho tới giờ phút này một cái đạo luật duy nhất mà đã được ban hành mà có ý nghĩa, đó là cái vấn đề thuế. Mà thưa quý thính giả, là cái thuế mà mình được Tổng thống ký ngày hôm nay phải tới năm 2018 nó mới bắt đầu nó áp dụng, mà phải mình muốn thấy cái sự thay đổi của nó mình phải tới năm 2019 lúc mình khai thuế mình mới biết. Cho nên đối với tôi, yes, kinh tế có việc làm tốt hơn nhiều, nhưng mà cái kết nối từ cái sự tốt đó với Tổng thống Trump, thì tôi muốn đưa một thí dụ như thế này. Nhiều người hỏi tôi, nói với tôi là cứ đi về Việt Nam đi, đất nước đã thay da đổi thịt. Bây giờ là cuộc sống của người Việt Nam bây giờ so với năm 1975 là khác hẳn. Thành phố bây giờ như là nhiều cái công trình lớn hơn, thành phố Sài Gòn đó hay là thành phố Hà Nội cũng vậy, tốt hơn ngày xưa nhiều. Tất cả những điều đó họ nói là đúng. Nhưng mà nếu mà nói rằng là những cái mà tốt đẹp hơn bây giờ mà nhờ công của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì tôi phải hoàn toàn tôi phủ nhận cái chuyện đó. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước theo cái kiểu mà họ mỗi một lần tiền vô đó họ rút, họ làm những cái công trình rồi
lãnh đạo họ mới rút ruột ra. Nguyễn Tấn Dũng chẳng hạn, những cái công trình như là Vinasin, Vinaline, thật sự đó là những cái công ty lấy vốn của nhà nước, bán nước, gọi là mua hết tất cả những cái hàng hóa mà phế thải của Nga chẳng hạn, mua những cái trụ nổi U-23 chẳng hạn. Tiền những cái trụ nổi đó chẳng hạn, thí dụ là đáng giá là 1 tỷ, họ sẵn sàng họ mua tới 5 tỷ, bởi vì cái tiền mà phụ trội đó sẽ được kích bác vào trong các cao của họ. Cho nên những người như là Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, tên nào cũng có chừng vài tỷ trong băng là dễ dàng. Người ta nói Nguyễn Tấn Dũng có thể có tới 20 tỷ. Rút ruột như thế mà nước Việt Nam vẫn khá hơn, là bởi vì mỗi một năm, thưa quý thính giả, chúng ta bơm tiền về, chúng ta nuôi thân nhân chúng ta đó là 20 tỷ, 30 tỷ mỗi năm. Cho nên với một cái đất nước như thế, kể cả cái tham nhũng của lũ cộng sản, mình vẫn kinh tế mình vẫn thấy mình tăng lên. Như vậy thì nói rằng là nó là Việt Nam mà khá được là nhờ Đảng Cộng sản, thì cái kết nối đó tôi không có thấy nó đúng. Cho nên bây giờ cái kết nối mà nói rằng những điều khá về kinh tế bây giờ mà do Tổng thống Trump, mặc dù Tổng thống Trump không làm gì cả về kinh tế, cho tới bây giờ phút này chưa có một cái đạo luật gì về kinh tế hết, mà nói rằng là sự tăng trưởng này là nhờ Tổng thống Trump, thì một cái thí dụ tương tự như là anh em chúng tôi cũng đã từng nói trước rồi đó, tức là giống như California này, bao nhiêu năm hạn hán, tổng thống vừa lên ngôi cái là tự nhiên California hết hạn hán rồi đó. Thành ra không phải là tôi cái gì tôi cũng chơi Tổng thống Trump, không phải như vậy. Chỉ có một cái là tôi vẫn còn đang chờ đợi là coi cái nội các này làm một cái điều gì, mà nếu mà tôi dùng một cái common sense, một cái thông minh bình thường đó, mà tôi thấy rằng là quả thật có lợi cho đất nước, chứ còn không phải là có lợi cho nước Nga. Nếu mà chứng minh được cái đó, tôi rất là vui. Cho tới giờ phút này tôi thấy là nhất cử nhất động của Tòa Bạch Ốc, từ nội trị cho tới ngoại giao, đều là dùng cái chữ America First, mà thực sự ra là nội trị và ngoại giao đều không có lợi. Được, tôi chỉ chưa thấy có một cái điều gì có lợi cho nước Mỹ. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, cũng vẫn liên quan đến nước Mỹ và tình hình của Trung Đông với cái chính sách mới của Tổng thống Donald Trump, mà trong những ngày vừa mới qua, trong những tuần vừa mới qua, quý vị cũng đã nghe đến cái vấn đề mà Tổng thống Donald Trump khi mà ông công bố là ông công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, rồi cái chính sách này đã làm cho Trung Đông thay đổi như thế nào, thưa luật sư Duyên? Và đặc biệt qua cái vấn đề này thì nước Mỹ hay là Tổng thống Donald Trump, ông có tạo ra một cái cơ hội cho nước Nga, cho Trung Quốc gia tăng cái ảnh hưởng ở trên tình hình của thế giới hay không, thưa luật sư Duyên? Thứ nhất về Jerusalem thì từ mới có tuần trước thôi, anh em chúng tôi cũng đã nói về cái sự hiện hữu của Jerusalem dưới 3 nền văn hóa và dưới 3 cái tôn giáo, là không có lặp lại để làm rườm tai quý thính giả. Nhưng mà cái quyết định mà dời cái tòa đại sứ Mỹ tới Jerusalem để chính thức công nhận là Jerusalem là thủ đô của Do Thái đó, có nghĩa là mình, thứ nhất, mình hỏi là có lợi gì cho Mỹ hay không, thì tôi không, hoàn toàn tôi không thấy gì có lợi cho Mỹ hết. Trong khi đó mà mình vừa dời đô như vậy thì là mất cái quân bình ở bên Trung Đông, là tại vì bây giờ cả cái khối Ả Rập tự nhiên họ không còn tin vào Mỹ nữa, thành Mỹ không có đóng được cái vai trò gọi để mà điều giải cái hòa bình ở Trung Đông được. Mà không có điều giải hòa bình được, chúng ta đã, coi như là chúng ta mất cái leadership ở Trung Đông. Và trong năm cũng đã xảy ra những cái việc mà những cái quyết định của chúng ta ở Trung Đông đó, nó tạo ra những cái xáo trộn, những cái mất cân bằng. Ngay cả cái sự việc ở Qatar là bây giờ cả một cái nhóm những cái nước như là
Ả Rập Saudi, rồi Egypt, rồi Bahrain, rồi vương quốc thống nhất Ả Rập. Bốn nước đó họ cô lập Qatar. Trong khi đó, đó thì chúng ta phải nhớ rằng là đã có một thời Qatar, cái chính sách của chúng ta với Qatar cũng là bất nhất lắm. Một mặt thì mình vẫn tiếp tục mình bán vũ khí cho Qatar, rồi một mặt mình lại vận động cái nhóm Ả Rập kia chống Qatar, là bởi vì Qatar có một cái khuynh hướng là giúp đỡ cho khủng bố, rồi hợp tác với Iran. Tất cả những cái sự bất nhất trong cái chính sách của Mỹ khiến cho cái sự ổn định ở Trung Đông nó càng lúc nó càng phức tạp. Và vào năm 2018 này, tôi không hiểu rằng là chúng ta sẽ đối phó với một cái tình hình xáo trộn như thế nào khi mà yes, ISIS đang bị đánh bại về quân sự, nhưng mà với cái chính sách của Mỹ bây giờ khiến cho cái ISIS có thể là họ có một cái cớ để mà họ trỗi dậy trở lại. Chúng ta biết là ISIS đang bị đánh bại về quân sự, nhưng mà cái suy nghĩ, cái lý tưởng điên cuồng của họ vẫn còn ở đó. Và cái tình hình ngoại giao giữa Sunni với lại Shiite vẫn còn ở đó. Và nếu mà thêm một cái ngòi lửa nào nữa thì họ lại recruit, rồi họ lại có những cái sự tiếp trợ của những cái quốc gia Ả Rập mà theo cái hệ phái Sunni đó, thì họ cũng sẽ từ từ họ sẽ trỗi dậy. Cho nên bây giờ cái sự an toàn của lính Mỹ và của người dân Mỹ ở những cái vùng Trung Đông, bây giờ người thường đi du lịch qua bên Israel hay là qua bên Ả Rập Saudi, hoặc là những cái người chiến binh của Hoa Kỳ chiến đấu ở Afghanistan chẳng hạn, thì cái sự nguy hiểm nó gia tăng hơn nhiều. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, qua cái sự kiện mà của Jerusalem đã được công nhận là thành phố của Israel, thì có những cái tin tức người ta đã nhắc lại là trong năm vừa mới qua, vào hồi tháng 5, thưa luật sư Duyên, khi mà Tổng thống của Palestine, ông Mahmoud Abbas, ông gặp Tổng thống Donald Trump ngay tại Tòa Bạch Ốc, thì ông Abbas đã lên tiếng và ông đặt rất là nhiều hy vọng vào Tổng thống Donald Trump. Nhưng rồi 7 tháng sau đó, thì chính Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas, thì hiện nay ông đang là cái người gây gắt chỉ trích Tổng thống Donald Trump, thì quý vị và chúng tôi cũng đã hiểu tại sao. Và ông cho rằng là Tổng thống Donald Trump thiên vị Israel, vì trong cái ngày 6 tháng 12 vừa mới qua đây, khi mà Tổng thống Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, bất chấp cái sự phản đối của các nước đồng minh Ả Rập thân cận, trong đó có Saudi Arabia và ngay cả Jordan, thì có nhiều người họ cho rằng là vì con rể của Tổng thống Donald Trump là Jared Kushner là người làm cái công việc soạn thảo và thực hiện chính sách Trung Đông của Mỹ, và Jared Kushner được coi là một người rất là hiểu biết về Trung Đông, một người rất là thân với lại Israel. Thành thử cái sự mà hòa bình giữa Israel và Palestine có thể sẽ được Jared Kushner tạo ra một cái sự thành công bất ngờ. Nhưng ở trong những cái ngày cuối năm của năm 2017, thì cái vấn đề mà Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel đã tạo ra một cái sự bất ngờ, và chính cái điều này lại khiến cho các nước đồng minh ở Trung Đông họ xa lánh nước Mỹ hơn. Thì trong những ngày, vì những cái ngày lễ của cuối năm, thành thử cái tình hình nó chính trị nó hơi yên lặng một chút xíu. Nhưng những gì sẽ xảy ra cho năm 2018 sẽ như thế nào với tình hình của Trung Đông và nước Mỹ, thưa luật sư Duyên? Trước khi mình trả lời cái việc mà tình hình ở Trung Đông sẽ xảy ra như thế nào liên quan tới những quyết định và những chính sách của Mỹ đó, mình nhìn lại con người của Tổng thống Donald Trump. Bây giờ quý thính giả và chúng tôi, mình đi ra mình chỉ nói cái công chuyện làm ăn buôn bán thường ngày thôi. Nếu mà mình có một cái người đối tác mà ngày hôm nay nói điều này, ngày mai nói điều khác, chắc có lẽ là mình mà mình biết cái reputation, mình biết được cái uy tín của cái người đó mà như thế đó, chắc chắn mình không làm ăn. Tổng thống Donald Trump
Trong suốt khoảng 40 năm, ông ta có hơn 5.000 vụ kiện. Có nghĩa là Tổng thống Trump kiện người ta để giật tiền cũng có. Tổng thống Trump bị người ta kiện vì giật tiền của thiên hạ cũng có. Ông thắng và ông thua. Tất cả những cái, chúng ta thấy là một người mà đi ra doanh thương mà luôn luôn suốt ngày có một cái đội ngũ luật sư chuyên môn hiện diện để mà làm những cái vụ kiện. Quý thính giả tưởng tượng là một năm thôi, 40 năm mà 5.000 vụ kiện, hơn 5.000 vụ kiện, có nghĩa là một năm hơn 100 vụ kiện, có nghĩa là mỗi tháng 10 vụ kiện. Luật sư của Donald Trump chỉ đi vào đơn kiện mà tất cả những cái vụ kiện nó đều liên quan tới những vấn đề là người ta làm nhà cho tôi mà người ta làm tôi không vừa ý, thành ra tôi không trả tiền rồi bị kiện, hoặc là mình kiện rằng mình giật tiền của người ta. Đó là cái cung cách làm ăn của Donald Trump. Kế tiếp, mở một cái trường đại học không phải là với mục đích để mà nâng cao dân trí hay là làm cái gì tốt. Mở một cái trường đại học với cái mục đích là lấy tiền, mà nhất là lấy tiền của người nghèo. Trong một cái instruction của cái trường đại học Trump đó, nói rằng là cái target, cái đích điểm của chúng ta là những cái người mà họ đang gặp khó khăn về tài chính, là tại vì những người mà gặp khó khăn về tài chính hoặc là đang lãnh tiền thất nghiệp này nọ, đó là những người mà họ mơ là họ, vì họ nhờ họ học với chúng ta họ mới thành công. Cho nên những cái bài học của trường đại học Trump là những cái bài học về real estate mà quý thính giả trong cộng đồng, nếu có làm nghề đó mình biết đó, mình đi học cái nghề real estate, những cái bài học căn bản như vậy mà học phí để là 35.000 Mỹ Kim. Và họ bán những cái package mới đầu thì là đóng tiền thì không có mắc, nhưng mà họ bán cái package là mình phải mua cái package này, mua package nọ. Chính vì vậy mà bao nhiêu người đã họp lại có một cái class action, đã kiện và kiện tổng thống. Cái ngày mà tổng thống nhậm chức xong, nghĩa là phải settle liền, phải trả 25 triệu để bồi thường cho những học trò như thế. Đó là, và trong suốt 11 tháng qua, bất kỳ những cái lời hứa nào, những cái lời nói nào với các cái lãnh tụ đó, bây giờ người ta nghe tổng thống mà người ta nghe với một cái sự dè dặt. Cái thí dụ mà cái ông tổng thống Palestine hồi nãy, khi mà Lệ Ngọc mới vừa nói đó, hồi tháng 5 thì nói rằng là ô, chúng tôi có một cái phiên họp rất là tốt đẹp rồi, ông tổng thống Palestine chắc cũng còn ngây thơ cho nên tin vào tổng thống Trump. Cho tới chừng ngày 6 tháng 12 vừa qua thì vỡ mặt ra, là tại vì tất cả những lời hứa của tổng thống đó nó cũng trôi theo mây theo gió hết. Vậy thì cái chuyện mà tin vào tổng thống Trump về những cái policy của ông, cái chuyện đó rất là bấp bênh, bằng cớ là cái người mà phát ngôn viên báo chí của tổng thống đó, từ thời ông Sean Spicer cho tới bây giờ cái bà Sarah Sanders, cái việc chính của họ không phải là nói lên chính sách nữa, mà việc chính của họ là làm sao mà những cái lời nói của tổng thống họ phải giải thích bằng cái cách khác để mà cho lọt tai mọi người thôi. Và những cái người có cái trí thông minh bình thường đó cũng nói rằng là thôi, nghe riết rồi nó cũng giống như mà cái cuốn băng nhão vậy đó, người ta không có muốn nghe nữa. Nghe thì nghe như vậy, nhưng mà hỏi là tin những gì cái chính sách Tòa Bạch Ốc đưa ra, thì đa số những cái người làm chính trị, đa số những người chuyên gia, họ chỉ xem rất là thận trọng, thậm chí xem nhẹ những cái điều hứa hẹn của Tổng thống Trump. Còn trở lại với Jared Kushner, thì đó là một gia đình Do Thái. Mình không có hiểu được cái ảnh hưởng của Kushner trong những cái chính sách về Trung Đông như thế nào. Nhưng mà chúng ta nhớ là Kushner, tổng thống vừa lên nhậm chức xong, là Kushner đã nhận một lúc bao nhiêu chức vụ, mà trong đó là có cái chức vụ là đem lại cái hòa bình ở Trung Đông. Kushner cũng đã bay qua bên Saudi một vài lần rồi. Rồi bây giờ tới chừng mà đưa ra cái chính sách này thì nhiều người tin rằng là cái ảnh hưởng của Kushner nhiều lắm. Nhưng mà đây là cái vấn đề là bên cạnh Kushner có cái khuynh hướng đưa ra những cái biện pháp mà không có cái kinh nghiệm về chính trị mà đưa ra những cái quyết định như vậy, đưa ra những cái đề nghị như vậy để cho tổng thống quyết định. Người ta nghĩ rằng là
ông tướng John Kelly sẽ quân bình cái điều đó, mà quân bình cái cách mà đưa ra chính sách cho Hoa Kỳ cho tới giờ phút này. Mình thấy rằng là yes, ông tướng Kelly đang chấn chỉnh cái nội bộ để cho cái tòa Bạch Ốc nó nhìn ra vẻ một cái tòa Bạch Ốc của một cái chế độ tổng thống. Nhưng mà cho tới bây giờ phút này cái sự thành công đó tương đối là giới hạn. Thậm chí là cái người mà tự cho mình là cái cánh tay phải của tổng thống, là cái người mà đem lại thành công cho tổng thống, là cái ông Steve Bannon. Steve Bannon bây giờ cũng nói rằng là cái thảm họa của tòa Bạch Ốc là do cái Ivanka, có nghĩa là do hai vợ chồng của Jared và Ivanka, họ ảnh hưởng tới cái quyết định của tổng thống, thành ra những cái quyết định của tổng thống trở thành nguy hiểm. Đó là cái nhìn giữa nội bộ của họ với nhau, chứ chưa nói tới những cái nhìn của những cái chuyên gia trong những cái tình hình Trung Đông hay tình hình thế giới. Chỉ từ trong cái nội bộ của họ mới có 12 tháng thôi mà đã đuổi hơn 20 người, hình như là hơn 30 người trong cái nội các của mình rồi. Ngồi mà chúng ta tally, chúng ta điểm lại tên những cái bản phong thần mà những cái người mà bị đuổi ra đi đó, chúng ta mới thấy đây là một cái nhà trẻ, một cái nội các kỳ quặc của cái sự xáo trộn. Hỏi rằng là tướng John Kelly có thể đem lại được cái ổn định tới mức độ nào, thì cho tới giờ phút này mình chỉ thấy được ổn định, thí dụ mà nó xáo trộn 10 thì cái sự hiện diện của John Kelly chỉ đem lại thêm một bớt một phần hai phần thôi, chứ còn chưa thấy có một cái nội các mà xứng đáng với đây là một cái nhóm mà đại diện lãnh đạo cho cái cường quốc của thế giới tự do hàng đầu của thế giới. Mình chưa thấy cái điều đó. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, bên cạnh đó thì thưa luật sư Duyên, không riêng gì một số nước ở Trung Đông mà ngay cả một hầu như là tất cả những đồng minh của nước Mỹ, những đồng minh châu Âu truyền thống, họ đang rời xa Washington, họ lùi lại phía sau khi mà Tổng thống Donald Trump lên tiếng công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Rồi trong khi mà liên minh phương Tây không còn cái sự kháng khích, thì rõ ràng thế giới hiện nay họ đang thấy là Nga ngày càng xích lại gần Iran và Thổ Nhĩ Kỳ hơn. Thì những cái điều này có phải là từ chính sách mới của Tổng thống Donald Trump trong cái năm 2017, và cái tình hình của Trung Đông sẽ trở nên trắc trở nhiều hơn, và như vậy thì chính sách của nước Mỹ sẽ như thế nào cho năm 2018? Đó là một cái câu hỏi mà nhiều người đang chờ đợi. Và từ những cái chuyện đó thì người ta đã cho rằng có thể là Tổng thống Donald Trump, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã thừa kế những cái sự thất bại từ chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama, khi mà vào thời của ông Barack Obama, ông đã quá mềm yếu cho cái tình hình Trung Đông. Cái điều này thật sự có đúng hay không, thưa luật sư Duyên? Cái câu hỏi là cái chính sách của Tổng thống Obama đúng hay sai đó, nó cũng biết tùy theo cái người mà mình hỏi. Nhưng mà bây giờ mình chỉ làm một cái phân tích thôi. Thứ nhất đó là cái tình hình Trung Đông mà nó bị bất ổn là nó xảy ra từ cái thời Tổng thống Bush. Chúng ta biết rằng là yes, Saddam Hussein là một cái tay bạo chúa đến với dân Iraq. Nhưng mà cái sự hiện diện với cái tình hình của Trung Đông đó, thì cái sự hiện diện của cái như Saddam Hussein nó là một cái sự ổn định. Nhưng mà khi mà Tổng thống Bush cho gọi là xâm lăng Iraq, tạo cái lý do giả là nói rằng là Iraq có cái vũ khí sát thương hàng loạt, có nghĩa là giống như bom hóa học vân vân, những cái đó mình biết là cái tin đó sau này thì biết rõ rồi, nó là cái tin giả. Rồi trong vòng có một hai thứ đó phá cái chế độ của Saddam Hussein, thì khi mà cái chế độ đó mà bị cái khoảng trống như vậy đó, thì cái người lính của cái chế độ của Saddam Hussein, những người lính của Saddam Hussein họ bị giải thể, bởi vì Saddam Hussein là thuộc cái nhóm Sunni,
thì khi mà cái quyền lực của cái nhóm Sunni đó mà bị giải thể thì cái thay thế vào đó là cái nhóm CI, mà nhóm CI là cái nhóm mà thân Iran, chúng ta biết cái chuyện đó. Thì cái nhóm mà Sunni đó họ mới bị mất, tự nhiên quý thính giả cứ tưởng tượng đi, một cái quân đội mà khoảng gần một triệu người, có đầy đủ hết vũ khí, mỗi một tháng mình nhận được tiền lương của chính phủ, bỗng nhiên 1 triệu người đó trở nên tự nhiên unemployed, tức là bị thất nghiệp, mất job. Người ta gặp đời sống hàng ngày của người ta gặp khó khăn, mà súng đạn vẫn còn ở trong tay, họ mới rút về trong cái khu vực của họ. Họ vẫn còn, họ sự sống thì khó khăn, cái uất hận thì có đó, và súng đạn thì còn y nguyên. Chính vì như vậy mới có cái sự hình thành của ISIS. Thành ra nếu mà nói về cái sự bất ổn của Trung Đông đó, mà do cái sự nổi dậy của ISIS đó, thì nó khởi nguồn từ trước đó, chứ không phải là khởi nguồn từ Barack Obama, không phải như vậy. Kế tiếp nữa là, rồi khi mà Syria nổ bùng lên là do cái sự do ISIS họ gây ra cái sự đối kháng đó, thì cái chế độ mà của Assad do Nga họ yểm trợ đó, hai cái thế lực đó clash với nhau, thành ra cái thế lực thứ ba là cái thế lực mà chống Assad nhưng mà cũng là chống ISIS lại bị nằm giữa và bị cả hai bên dập. Cái sự ổn định đó, nó khởi nguồn từ nhiều nguyên nhân, nhưng mà cái nguyên nhân cũng vẫn là nước Mỹ xen vào nội bộ của người ta mà không có nghĩ hết được cái thế về chính trị, chỉ cứ nghĩ là hễ mình có quân sự là mình đè bẹp người ta. Khi mà Tổng thống Barack Obama lên đó, thì cái chính của Barack Obama là muốn giải quyết cái vấn đề bằng cái ngõ ngoại giao và chính trị trước. Cho nên nhìn từ bên ngoài chúng ta nhìn vào, chúng ta sẽ thấy là ô, tại sao Mỹ lúc đó lại mềm yếu? Chúng ta quên rằng là không có một cái giải pháp quân sự nào mà có thể ổn định và có thể lâu dài nếu không có một cái giải pháp về ngoại giao và chính trị. Cho nên mình nhìn thì mình thấy là Tổng thống Barack Obama thật sự là mềm yếu, bởi vì không có dùng vũ lực mà. Nhưng mà chính cái ngoại giao và cái chính trị vào thời đó nó lôi lại được cái sự ổn định mà do cái cuộc xâm lăng của Iraq và cái cuộc chiến ở Afghanistan từ thời Tổng thống Bush nó đã có rồi. Cho nên ngồi bây giờ mà chúng ta xét lại, mà chúng ta cứ đổ lỗi cho những tổng thống trong quá khứ, từ Bush cha, Bush con, Clinton với lại Obama đó, là chúng ta không làm cái nhiệm vụ của chúng ta. Tôi là tổng thống bây giờ, thì với những cái xáo trộn bây giờ đó, cái leadership của tôi, cái tài lãnh đạo của tôi nó nằm ở chỗ nào? Chứ còn ngồi ở đó mà quay ngược lại khúc phim của 30-40 năm về trước rồi đổ thừa người ta, rồi trong khi bây giờ mình không có một cái chính sách ổn định, không có cái chính sách rõ ràng, thì đây là cái tính cách của những người mà chỉ thích đổ lỗi cho người khác. Còn nếu mà lỡ có một cái điều gì mà thành công mà tốt đó thì phù mỏ ra mà nhận cái credit, nhận điểm liền. Đó là cái thói của Tổng thống Donald Trump từ đầu năm tới bây giờ. Bất kỳ có một cái chuyện gì mà hơi tốt một chút xíu là sẽ giận nó, là tại sao báo chí không có nói về tôi, đúng là fake news, muốn nhận cái credit, thèm cái danh, thèm cái điểm, trong khi đó cái sự thực mà lo cho dân không có lo gì cả. Ngay cả cái việc từ hồi mà Donald Trump lên đó, thì cái chủ nghĩa là cực đoan da trắng đó, hằng đã bắt đầu có khoảng vài trăm người đi giữa Virginia ở Charlottesville mà giơ tay lên để mà chào theo cái kiểu của Hitler, là chúng ta hiểu rằng là cái sự việc nó đang xảy ra như thế nào, nó xáo trộn như thế nào. Vậy mà khi có một cái người thanh niên da trắng mà họ lái xe họ cắn chết một cái người phụ nữ cũng là da trắng, nhưng mà tại Virginia thì cái đó là cái
cái sự gọi là cái da trắng cực đoan nó đang điên lên như vậy. Yêu cầu tổng thống nói lên một điều thì tổng thống nói là mọi sự đều ở mọi phía đều có lỗi chứ đâu phải con mình cái đám cực đoan da trắng không. Chúng ta nghe, chúng ta lắng nghe và chúng ta dùng cái common sense để tự phán đoán lấy. Nhưng ngay bây giờ mà tôi nói lên cái điều gì dựa trên cái phân tích và dựa trên cái nhận định của những cái người chuyên gia, của cả một cái của những cái người mà giỏi ở trong ngành đó, thì vẫn bị phê phán là ô cái này fake news, cái này chắc là ông Duyên này là cái loa của dân chủ. Đối với tôi, dân chủ hay cộng hòa không có quan trọng, nhìn những điều gì đang xảy ra, nói theo cái kiểu Việt Nam mình, đừng có nghe những gì mà họ nói, hãy nhìn kỹ những gì mà họ làm. Trở lại với đời đó. Dạ vâng, trong phần tin tức của ngày hôm nay, trong những cái ngày cuối năm thì Lê Ngọc sẽ gửi đến cho luật sư Duyên và tất cả những quý vị thính giả đã nhắn tin vào, đã text sau một thời gian mà quý vị đã nghe những cái nhận định, những bình luận của luật sư Duyên. Thì trước tiên khi mà nói đến cái tình hình ở Trung Đông thì bên cạnh những cái nhà phân tích, những chuyên gia bình luận thì họ cho rằng là cái chính sách của Mỹ ở Trung Đông thì không có cái gì mới mẻ lắm, thưa luật sư Duyên, vẫn còn là một cái sự mơ hồ. Rồi nói đến thời của cựu tổng thống Barack Obama, tuy là ông đã từng vẽ ra một cái lằn ranh đỏ về việc sử dụng vũ khí hóa học của chính phủ Syria, nhưng mà trong cái năm 2013 vào cái tháng 8, khi mà Syria bị báo cáo làm cái điều này, thì Mỹ lúc đó cũng không có một cái phản ứng mạnh mẽ nào. Rồi ngay cả nội bộ chính quyền của ông Obama từng tranh cãi về việc là có nên dùng vũ trang cho phe đối lập ở Syria hay không. Thì thật sự cuối cùng, nước Mỹ cũng đã cho phe đối lập đủ vũ khí để chống lại chính quyền của ông Bashar al-Assad, nhưng lại không đủ để đánh bại quân chính phủ của ông Bashar al-Assad. Từ những cái chuyện đó mà người ta cho rằng là chính quyền của ông Trump đã kế thừa những sự thất bại đó. Và từ những chuyện như vậy mà thành thử là Tổng thống Donald Trump luôn bác bỏ những chính sách của cựu Tổng thống Barack Obama để đưa đến một cái quyết định mới đây trong ngày 6 tháng 12 về cái quan điểm và tình trạng của Jerusalem. Và một cái điều mà thính giả nhắn tin vào và cho rằng có những cơ quan truyền thông khác thì họ nói đến là ông Obama nên từ bỏ, không nên nhận cái giải Nobel Hòa Bình. Có lẽ là vì từ những cái chuyện đó, thì luật sư Duyên nhận định như thế nào về cái quan điểm này, thưa luật sư Duyên? Thứ nhất là cái Tổng thống Obama, ông nhận được cái giải Nobel Hòa Bình lúc đó, ông mới vừa lên nhậm chức chưa đầy một năm, nếu mà tôi nhớ đúng. Thì đây mới là cái vấn đề nè, là khi mà giải Nobel Hòa Bình, cái ủy ban Nobel Hòa Bình của Thụy Điển đó, mà quyết định trao cái giải đó cho tổng thống Barack Obama đó, nhiều người, tất cả mọi người trong đó có tôi cũng thấy rằng là cái quyết định đó là một cái quyết định nó hơi không có cái căn cứ gì hết, là tại vì cho tới giờ phút đó tổng thống Barack Obama chưa có làm một cái điều gì đặc biệt về để mà ảnh hưởng tới hòa bình thế giới để mà đoạt cái giải Nobel Hòa Bình. Thế nên mình cũng không hiểu là tại sao Tổng thống Barack Obama lại được tặng cái giải Nobel. Còn trở lại với cái tình hình bây giờ đó, là điểm thứ nhất là khi mà Barack Obama nhậm chức tổng thống, như mình hồi nãy mình đã phân tích rồi, thì là một cái cuộc chiến tranh ở Afghanistan nó vẫn còn đang nóng. Cái sự hỗn loạn đã xảy ra ở Iraq và cái sự bất ổn về chính trị và kể cả quân sự, với cái sự hình thành của ISIS nó đã bắt đầu nó khơi nguồn rồi. Còn cái chuyện mà ở Syria chẳng hạn, chúng ta hiểu là cái tình hình Syria nó còn phức tạp hơn cái tình hình của Việt Nam. Việt Nam hồi xưa chúng ta chỉ có hai phía, là một phía là cộng sản, một phía là tự do thôi. Thế mà nó đã phức tạp đến mức độ đó, là bởi vì khi mà có một cái mặt trận giả tạo là do gọi là giải phóng miền Nam, cái mặt trận giả tạo đó cũng là do một cái cánh tay chiến tranh của Hà Nội đó, thì nó làm cái tình hình thêm phức tạp. Và
trong cái bối cảnh phức tạp như vậy thì chúng ta biết cái kết quả nó đã xảy ra như thế nào, bởi vì chúng ta thiếu một cái đường hướng về chính trị mà có thể thuyết phục được dân. Bây giờ mình trở lại với ở Syria mới vừa trình bày lúc nãy, một bên là của tổng thống Al-Assad, một bên là Al-Assad do Nga ủng hộ từ súng đạn cho tới viện trợ kinh tế vân vân, một bên là ISIS, một bên còn lại là chống Al-Assad và cũng chống cả ISIS. Cho nên khi mà tổng thống Obama vạch cái lằn ranh đỏ, nói là nếu mà Al-Assad xài vũ khí hóa học thì coi như là ông ta sẽ tấn công. Cái khó của mình là vì mình đã tuyên bố là cái lằn ranh đỏ là xài vũ khí hóa học, nhưng mà cho tới cái giờ phút mà mình được biết cái tin đó thì cái tin đó là yes, có một cái bom hóa học nào đó nó đã nổ và cái số người chết lên tới vài chục vài trăm người, mà nó chưa phải là một cái mặt trận toàn diện mà dùng những cái loại vũ khí sát thương đó. Và trong khi đó cái chính quyền của Al-Assad do nước Nga hỗ trợ đó, họ từ chối, họ nói là họ không có xài cái vũ khí đó. Thành ra nếu một sự kiện đơn lẻ, một hay là hai trái bom hóa học mà nổ ra mà Mỹ lên tiếng phản đối mà họ ngừng lại liền tức khắc đó, thì cái chuyện quyết định là có đổ quân của Mỹ xuống để mà chiến đấu ở trên mặt đất với lại đối phương hay không, đó là một cái quyết định mà phải vô cùng thận trọng. Cái chuyện là khi mà chúng ta ngồi ở trong cái tòa bạch ốc mà chúng ta làm cái quyết định, mà cái quyết định nó ảnh hưởng tới cái sinh mệnh của hàng ngàn binh sĩ Hoa Kỳ, chúng ta mới thấy rằng là mình không có dám làm ẩu, không có dám ra một cái quyết định vội vàng. Mình nói như thế để mình hiểu rằng là chúng ta là người ngoài nè, chúng ta không phải là những người thực sự cầm súng chiến đấu đó, thì chúng ta dễ phê phán lắm. Ô, cái ông tổng thống đó ngon, ông tổng thống đó nhát, vân vân. Cái năm khi mà ông tổng thống Bush đó, mà ông ra lệnh mà ông tấn công Iraq đó, tôi nhớ là tôi nói chuyện với nhiều người trong cộng đồng Việt Nam đó, cũng nói là ông tổng thống này ngon là tại vì dám chơi, nghĩa là dám nổ, vì chúng ta không có nằm ở trên mặt trận cho nên chúng ta dễ thích. Mình sống ở Mỹ mà an bình quá, hòa bình quá, rồi mình cứ nghĩ rằng là ô, nếu mà lâu lâu bỗng nhiên có một ông tổng thống cao bồi mà dám chơi đó, mình thấy là ngon. Chừng nào mà chúng ta thực sự chúng ta là cái người lính trên mặt trận, chúng ta mới hiểu cái việc đó. Cho nên bây giờ tùy theo cái góc độ, có người thì nói rằng là tổng thống Obama mềm yếu quá. Thứ hai là bây giờ thì vì tổng thống Obama mềm yếu cho nên cái Trung Đông nó mới loạn tới bây giờ. Thực sự cái loạn không phải là do cái sự mềm yếu, không phải là do dùng ngoại giao và chính trị, mà cái sự hỗn loạn là do cái sử dụng vũ lực mà thiếu suy xét, một cái sử dụng vũ lực cho cái lợi ích cá nhân của những cái công ty mà nó liên quan tới gia đình tổng thống Bush, chứ không phải là do cái chính sách ngoại giao. Cho nên tùy góc nhìn, nhưng mà cho tới giờ phút này, những cái quyết định từ hôm tháng Giêng năm 2017 cho tới bây giờ, chúng ta nhìn cái trực tiếp, chúng ta thấy rằng là nó tạo xáo trộn nhiều hơn là ổn định. Mà mỗi một lần xáo trộn đó thì đổ thừa Obama, mà mỗi một lần ổn định đó thì là do công của Tổng thống Trump. Cho nên tùy cái người mà quý thính giả hỏi, tôi chỉ mong muốn điều đó là mỗi chúng ta, quý thính giả và chúng tôi, chịu khó đọc, chịu khó phân tích, và mình hỏi những chuyên gia trong cái lĩnh vực đó. Chứ còn bây giờ mà cứ đi nghe cái người nào mà ủng hộ Trump thì họ sẽ trả lời khác, người nào mà không có ủng hộ Trump thì người ta sẽ trả lời khác. Tôi chỉ đưa ra những cái dữ kiện để tự mỗi chúng ta nhìn
chúng ta phán đoán. Tức là khi chúng ta mà góp chuyện với nhau, chúng ta có một dữ kiện chứ chúng ta không có nói càng. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, như Lê Ngọc vừa mới thưa với quý vị thính giả cũng như là luật sư Duyên, Thanh Thử có rất là nhiều lời nhắn tin vào đài NVR, thì hôm nay Lê Ngọc sẽ gửi chỉ có một điều là để mà thực hiện cái chức năng truyền thông đó, thì Lê Ngọc sẽ không có đọc nguyên văn của quý vị nhắn tin vào, mà quý Lê Ngọc chỉ gửi đến cái nội dung mà quý vị gửi vào thôi. Vì Lê Ngọc không ngờ là cũng có một số khá nhiều thính giả nhắn tin vào ở một số tiểu bang của nước Mỹ thì lại hỏi một cái chuyện như vậy nè, thưa luật sư Duyên. Cái nội dung thì lại nói là có những đài truyền thông nói xấu ông Obama, là nói là ông Obama buôn bán xì ke ma túy để tạo ra một cái dư luận không đúng cho những thính giả khác nghe. Thì thính giả Lê Ngọc không ngờ là cái đề tài này lại là có một số khá nhiều thính giả nhắn tin vào NVR và muốn hỏi luật sư Duyên là điều này họ nghĩ chắc chắn là không đúng, nhưng mà họ muốn nghe từ luật sư Duyên. Thưa luật sư Duyên. Thì cái câu trả lời là như là mới Lê Ngọc với chúng tôi mới vừa trình bày đó, là cái nguồn tin, những cái thông tin ngay bây giờ nè, ngày xưa thì chắc là khó, còn bây giờ quý thính giả chỉ cần lên, quý thính giả lên cái Google đó, quý thính giả đánh một cái câu văn nào đó thì nó hiện ra những cái link, rồi mình đọc mình mới hiểu là nó thực nó hư như thế nào. Chẳng hạn như trong cái thời gian tranh cử đó thì người ta nó có một cái nguồn tin mà bây giờ thì nó rõ rồi, nguồn tin đó là do những cái tay gọi là tin tặc mạng của Nga Xô họ tung ra đó. Họ nói là gia đình của Bill Clinton, gia đình Clinton giết bao nhiêu người, rồi họ đang run một cái dịch vụ mà gọi là có dính tới dâm gì, cái bán dâm dành cho mà nó liên quan tới trẻ em, và cái tin nó giả đến như vậy. Vậy mà vẫn có người điên cuồng rồi mới xách súng tới tấn công cái nhà hàng đó. Rốt cuộc ra ngay cả cái nhà hàng đó không có cái basement nữa, mà trong cái tin nó vẫn nói là cái nhà hàng đó có cái basement, mà ở dưới đó là run toàn là những cái chuyện tầm bậy tầm bạ không. Mình biết mong nó 100% là giả. Vậy thì ngay bây giờ khi mà tôi thì tôi nghe cái chữ fake news là những cái tin giả đó, thì cái đài mà nó ủng hộ Tổng thống Trump nhiều nhất là đài Fox đó, thì họ lại tung toàn là những cái tin mà họ nói là alternative facts. Còn ngược lại, họ nói tất cả những cái đài còn lại như là CNN, như là NBC, như là CBS, như là ABC toàn là fake news. Họ thổi cái khói mù vào trong cái dư luận như thế. Vẫn có 33% những người ở Mỹ này vẫn ủng hộ ông Trump và vẫn tin rằng là chỉ có đài Fox là đưa tin sự thật thôi. Bây giờ cái sự kiện nó xảy ra đến cái mức đó thì cái tiếng của tôi với Lệ Ngọc mà nói với quý thính giả như thế nào nó cũng không có thay đổi của nó nhiều đâu. Cho nên chỉ mời gọi quý thính giả là tôi nhớ là hồi xưa tôi coi cái phim Good Will Hunting đó. Cái anh chàng Matt Damon ảnh đóng cái vai Will Hunting đó, ảnh nói với một cái anh chàng sinh viên nhà giàu đi học Harvard, ông nói rằng là quý vị đã trả 150.000 Mỹ Kim để học Harvard, để lấy những cái thông tin mà nó nằm sẵn ở trong thư viện đó, tôi chỉ trả có $1.50 cái tiền thư viện phí thôi, là tôi cũng đã có cái kiến thức ngang bằng với quý vị. Cho nên tôi mời ngồi gọi quý thính giả, và đây cũng là trong một cái hướng mà anh em chúng tôi vẫn nói hoài là chúng tôi làm những cái truyền tin này thực sự cái mục đích chính là gì, là nâng dân trí lẫn nhau. Quý thính giả đặt câu hỏi, tôi cũng phải tìm hiểu, tôi cũng phải nâng chính tôi lên. Và bây giờ cũng vậy, quý thính giả, mình nâng nhau lên, làm ơn đi vào trong Google, mình chỉ gõ lên là những cái thông tin đó là có hết, và những cái thông tin thuận có rồi chống có, chúng ta tự chúng ta làm, chúng ta đọc news rồi chúng ta làm cái phán đoán.
Mà nhờ như vậy thì chúng ta, khi mà chúng ta nói lên một điều, chúng ta tự tin là tôi nói cái điều này là bởi vì tôi cũng nghe ngóng tin tức từ đủ mọi phía, và chính tôi cũng research, chứ không phải là chúng tôi chỉ nghe ông Duyên rồi ghét ổng quá, mình nói là ổng là fake news, hoặc là nghe ông Duyên với Lệ Ngọc rồi thích hai người này quá, ô cái gì hai người này nói cũng đúng. Chúng tôi không có mong muốn cái điều đó. Chúng tôi mong muốn là nghe để rồi phán xét cho mình. Nhiều lần tôi vẫn nói là người ta nói lên những điều về Tổng thống Obama, có những người nói rằng là cái thằng Obama này, cái thằng Obama nọ, cái chừng ngồi mà phân tích với nhau, người ta không có trả lời, là không cho tôi được một cái phát nào để mà hỗ trợ cho cái câu nói là cái thằng Obama nó tầm bậy hết. Khi mà tôi nói từ kinh tế, từ ngoại giao, từ cái vai trò của nước Mỹ đi qua Á Châu như thế nào, tôi đưa những cái dữ kiện ra, họ trả lời không được. Cho nên cái câu kết luận của tôi là cái thằng Obama đó, cái gì nó cũng làm được hết, nhưng mà cái mà nó không làm được đó là 8 năm làm tổng thống, quyền lực trong tay, cái màu da vẫn đen thui, không có trắng được. Thưa quý thính giả, tôi, nếu mà tôi chửi Obama là tôi cũng chửi nặng lắm đó. Trở lại với Lệ Ngọc. Dạ vâng, và khi mà Lê Ngọc vừa mới gửi đến những cái lời nhắn, nội dung lời nhắn của quý vị hỏi đến cái câu chuyện mà Tổng thống Barack Obama đã bị kết tội là buôn bán ma túy mà có truyền thông nói đến đăng rẳng, thì vị thính giả này từ 4214, thưa luật sư Duyên, thì cho rằng là chức năng truyền thông có phải để làm những điều đó hay là đưa ra những dữ kiện để cho quý vị thính giả nghe hay không? Đó là cái điều mà anh em chúng tôi muốn làm. Nhưng mà bên cạnh đó, thưa luật sư Duyên, thì có vị thính giả khác gửi đến thì nói rằng là nghe luật sư Duyên nói chuyện thật là bias. Thì vị thính giả này còn viết tiếng Mỹ là he don't like Trump, but he should not talk trash about anyone. Thì đây là một cái cơ hội mà Lê Ngọc nghĩ là anh em chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị những cái cảm nhận, những gì mà chúng tôi làm ở trên làn sóng của NVR. Lê Ngọc xin mời luật sư Duyên. Thực sự là như thế này. Nghe cái điều mà vị thính giả mà mới vừa nói là tôi không nên talk trash about Trump đó, tôi rất là kính trọng cái câu đó. Chỉ có một cái điều là tôi hỏi ngược lại vị thính giả đó là nếu tôi không có quyền talk trash about Trump, tại sao Trump lại có quyền talk trash about everybody? Từ một cái người yếu, cái thước đo của một cái con người đó là mình đo những coi là cái cách họ hành xử với một cái đứa trẻ như thế nào, với một cái người tàn phế như thế nào, với một cái người phụ nữ như thế nào. Vậy thì thính giả vừa hỏi tôi đó, thính giả cũng làm ơn hỏi lại chính Tổng thống Trump giùm tôi là vì sao mình đã là một cái người leader rồi mà mình vẫn còn hành xử giống một cái người mà vẫn còn hình như ở cái sòng bài, ở casino hay gì đó, tại sao không đổi đi, không có nói lên những cái điều mà hay đi, đi ra ăn thua với những cái người mà gọi là bị phế tật để làm cái gì? Đó là cái câu hỏi. Còn hỏi là tôi talk trash về Tổng thống Trump như thế nào? Đây là cái câu mà tất cả những điều tôi nói đó không phải là tôi đặt ra. Cái chuyện mà Tổng thống Trump đi qua một cái hòn đảo mà nói rằng là cái hòn đảo này nó lớn lắm mà nha, đây là hòn đảo này là chung quanh toàn là nước biển hay không, cái đó là từ miệng của Tổng thống Trump, không phải là từ cái miệng của tôi chỉ lặp lại thôi. Các cái hãng truyền thông mà chúng ta xem mỗi ngày đó, người ta thu hình từ cái miệng của Tổng thống Trump nói ra, từ cái cung cách của Tổng thống Trump, ngay cả cái người mà gọi là ủng hộ Trump từ đầu mà là Steve Bannon chẳng hạn, tới cái ngày mà vừa ra đi đó thì nói là cái chế độ tổng thống này nó over rồi. Rồi bây giờ gần đây cũng Steve Bannon cũng còn nói tiếp tục, nói là Tổng thống Trump chỉ còn có 33% là hy vọng là kéo dài được cái được 4 năm làm tổng thống thôi. Và rồi mình hãy nghe những cái người mà làm việc với Tổng thống Trump, chứ đâu phải là ông Duyên talk trash. Tôi không có quẩn để mà tôi làm cái chuyện đó. Tôi chỉ lấy lại những cái thông tin mà tôi đưa. Một cái người ngoại trưởng mà gọi cái ông tổng thống của mình là moron,
một cái người, một cái ông tướng mà làm việc với tổng thống mà gọi tổng thống là stupid, cái chữ đó là không phải chữ của tôi. Mấy cái chữ moron, stupid thì không phải là chữ của tôi. Còn cái chữ mà tổng thống chửi người khác đó là sons of bitches, là thằng chó đẻ đó, chữ đó là chữ của tổng thống, cũng không phải là chữ của tôi. Cho nên tôi đã nói rồi, nếu mà quý thính giả mà nghe tôi với Lệ Ngọc mà không mà bất đồng ý, tôi rất là quý trọng. Nhưng mà đây cái điều mà quý trọng hơn nè, là thường thường chẳng hạn như mà tôi nghe những cái tin mà bá láp như trên đài Fox á, là tôi bắt buộc tôi phải trên chỗ khác, là tại vì tôi biết là tôi spend nửa tiếng, một tiếng đồng hồ trên cái đài đó, tôi không có nâng được cái tầm hiểu biết của tôi lên, chứ không phải là tại vì tôi ghét. Vậy là tôi mới đổi qua đài khác để tôi tìm những cái chỗ nào nâng được cái sự hiểu biết của tôi lên. Nội cái bằng chứng là quý tín giả không ưa tôi, cho tôi rằng tôi trash Tổng thống Trump, thật sự ra những cái chữ đó không phải là chữ của tôi mà chữ của thiên hạ, tôi chỉ tường thuật lại thôi. Nó nói lên một điều, nó nói lên là mặc dù cái ông Duyên này ông nói chuyện rất là khó nghe, rất là nhức đầu, thế mà tôi cũng không có dằn được, là bởi vì tôi nghe Lệ Ngọc với ông Duyên mà nói chuyện qua lại đó, ít ra tôi ghét ông Duyên, tôi ghét Lệ Ngọc đi nữa, tôi cũng nâng được cái dân trí lên. Và cái đó là cái mà anh em chúng tôi muốn. Cho nên cảm ơn, cứ tiếp tục nghe và cứ tiếp tục ghét chúng tôi không sao hết. Nói theo cái ông nhạc sĩ Lam Phương mà, biết lời tỏ tình đã có người nghe là vui rồi. Nhiều khi người ta nghe xong người ta phun nước bọt vô mặt mình cũng được nữa, nhưng mà người ta nghe cái lời tỏ tình của mình. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, và thính giả khác thì cho rằng đối với truyền thông Việt ngữ, thưa luật sư Duyên và quý vị, là chúng ta nên có những cái góp ý một cách công bằng như nhau. Luật sư Duyên nghĩ như thế nào? Cái điều này Lê Ngọc thấy là rất là hợp lý. Câu đó quá hay, câu đó quá hay. Tức là cái không phải là truyền thông Việt ngữ, cái vai trò của truyền thông thì nên công bằng. Thành ra nếu mà, nhưng mà bây giờ cái chữ nội, cái chữ công bằng thôi đó, nó cũng có giá trị tương đối. Từ lúc mà nói chuyện với Lệ Ngọc tới bây giờ, chúng tôi chỉ có đưa ra những cái thông tin mà chúng tôi cũng góp nhặt, chúng tôi cũng đâu có tiền đâu mà chính mình mà đi ra đến cái tận nơi để mà thu nhập những cái thông tin đó, cũng chỉ là đọc, rồi cũng chỉ là lượt lại, rồi tường trình lại với quý thính giả. Nhiều thính giả thì bận điệu nhiều quá, đâu có đọc tin gì đâu, thì chúng tôi cũng tường trình lại. Cho nên cái sự mà nó công bằng hay nó không công bằng thì quý thính giả, tôi mời gọi là lên trên Google để xem, để rồi cái để xem là những cái thông tin của chúng tôi mà được chuyển tải tới đó là do chúng tôi đặt ra hay là thực sự đó là những cái thông tin mà nó có trên báo chí của Mỹ, báo chí của Anh, báo chí của Đức, vân vân, nó đều có hết, chứ không phải là còn cái vấn đề là yes, nếu mà quý thính giả để ý là những cái nhà làm tin mà họ lãnh lương bạc triệu của Mỹ đó, nó không phải giống cái kiểu mà Lệ Ngọc với chúng tôi mà làm chỉ vì đưa cái thông tin, đưa cái nhịp cầu tri thức đến cho quý thính giả, không phải như thế. Những cái hãng tin của Fox và của NBC, của CNN và của BBC, của VOA, tất cả đều có hết, mà những cái người đó họ lãnh lương bạc triệu, thế mà họ cũng không có công bằng nữa. Nếu mà quý thính giả dùng cái chữ công bằng đó, làm ơn nghe giùm tôi đài Fox thử một tuần lễ để xem là đài Fox có công bằng không. Mỗi một lần mà đài Fox mà nói về Obama đó thì họ chửi nát hết. Ngược lại, qua cái phía CNN với NBC với CBS, sở dĩ mà tôi nghe lâu là tại vì họ nói những cái sự kiện, họ đưa ra những cái, họ có những cái thông tin để mà họ chứng minh cho tôi. Nội một cái câu này, họ nói làm sao mà nói là tôi trash ông Trump được. Ông Trump vỗ ngực nói rằng là cái cuộc đăng quang của tôi là đông người hơn hết cho từ trước đến bây giờ. Thực sự cái phát nó ngược lại. Thế rồi mấy cái người ở bên từ trong tòa Bạch Ốc đưa ra, ông Sean Spicer chẳng hạn, ông nói là cuộc đăng quang của tổng thống là đông nhất từ đó tới bây giờ, period, ông nói như vậy. Thực sự ra ai cũng biết không phải như vậy. Bây giờ tôi nghe giữa hai bên, một bên là có fax, một bên là
nói càng như là Kellyanne Conway hay là Sean Spicer lúc trước hay là Sarah Sanders bây giờ, thì tôi tin ai bây giờ đây? Một người đứng ở trên bục, mình nói là mình là thông tin báo chí mà ở dưới hỏi bất kỳ một cái câu nào cũng trả lời càng để cho xong chuyện. Quý thính giả theo dõi, tự mình theo dõi cái những cái buổi nói chuyện đó, đâu có cần phải nghe lại từ những người khác. Và nếu mà quý thính giả sau khi nghe, sau khi quan sát mà vẫn cho rằng là ông Duyên talk trash about Tổng thống Trump thì tôi cũng đành chịu thôi. Cái trash đó không phải là từ tôi đưa ra, cái trash đó là từ Tòa Bạch Ốc đưa ra. Trở lại với lại Lê Ngọc. Dạ vâng, qua những gì mà quý vị nhắn tin vào thì chính từ quý vị thính giả cũng đã nói lên là quý vị rất thích những cái nhận định chính xác, vô tư và công bằng. Và ngay cả quý vị nhắn vào nói là cô Lê Ngọc luật sư hướng dẫn thính giả hiểu biết để mà xây dựng. Cái điều mà xây dựng nó rất là quan trọng. Và anh em của chúng tôi thì rất là mong những gì mà chúng tôi gửi đến cho quý vị đó là trên một cái tinh thần xây dựng. Và thưa luật sư Duyên, qua những cái sự việc mà chúng ta nói đến chính sách của nước Mỹ, chính sách dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump trong cái năm nay đi, thì thưa luật sư Duyên cũng phải nói đến một cái sự việc khác nữa. Mặc dù là từ chính quý vị nhắn tin vào và khuyến khích chúng tôi bằng những cái lời gọi là NVR chuyên nghiệp, bình luận rất chuẩn và chính xác. Chúc mừng NVR và không quên chúc tất cả quý anh chị cộng tác viên cùng với Lê Ngọc luôn khỏe mạnh để mà phục vụ tin tức trung thực đến với đồng hương trên toàn thế giới. Đó là cái điều mà anh em chúng tôi, luật sư Duyên đều mong muốn là chúng tôi sẽ luôn thực hiện được những sự việc mà quý vị mong muốn đến. Và như vậy bước qua một cái phần tin khác thưa luật sư Duyên. Trong những ngày cuối năm thì hiện nay có những cái tin đã cho rằng là lãnh đạo của bên phe Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ, ông Mitch McConnell, vừa mới loan báo là Quốc hội Mỹ sẽ giải quyết về vấn đề di trú vào ngay những cái ngày đầu của năm 2018, bao gồm cái chương trình cho phép những người nhập cư vào Mỹ bất hợp pháp khi còn nhỏ có cơ hội để trở thành công dân. Cái điều này chúng ta cũng biết đó là một cái sự tranh cãi đã kéo dài quá lâu. Thì trong những cái năm mới, sự việc này nó sẽ đi đến đâu? Cái chương trình DACA này sẽ được thực hiện như thế nào thưa luật sư Duyên? Thật sự ra cái vấn đề di dân ở nước Mỹ đó, như tôi đã nói là toàn thế giới, cái nước nào bây giờ cũng bị cái vấn đề di dân vẫn là cái vấn đề rất là nặng đầu. Ngay cả cái bản thông điệp trong cái buổi lễ của Đức Giáo Hoàng mới gần đây thì cái vấn đề vẫn là người tị nạn, người di dân, cho nên mình hiểu cái đó không phải là chỉ có riêng nước Mỹ. Nhìn lại 12 triệu người ở Mỹ bất hợp pháp từ hồi bao nhiêu đời tổng thống tới bây giờ, cứ hỏi là làm sao mà tống hết 12 triệu người đó ra khỏi biên giới Mỹ. Miệng mình nói thì dễ, tới chừng làm rất là khó. Mới đây một cái chuyến máy bay chở mấy trăm người tị nạn đi qua một cái nước Phi Châu, đi qua tới nơi bên người ta không nhận cũng phải trở về rồi lại bị mang tiếng là trong lúc mà người ta trên phi cơ đó là mình đã còng người ta giống như là những cái tội phạm, những cái người tù đầy. Thì bây giờ quý thính giả cùng chúng tôi ngồi lại, mình nói là giả sử mình là Tòa Bạch Ốc đi nè, mình là Thượng viện Hạ viện của Hoa Kỳ nè, 12 triệu người đang sống lẫn lộn ở trong nước Mỹ, mình có đủ lực lượng để mình trục xuất họ hay không? Mình phải tự hỏi với nhau điều đó. Mình bao nhiêu chuyến máy bay, bao nhiêu nhà tù để mà giam được 12 triệu người đó. Và thứ ba nữa là mình có thể tống 12 triệu người đó ra khỏi biên giới Mỹ mà các nước chung quanh nhận lại hay không? Mình cũng trả lời. Rồi bây giờ làm theo, còn cái đó là mình nói mà mình dùng vũ lực đó. Thì mình có dám dùng vũ lực để mà mình gom lại bắt hết 12 triệu người đó lên rồi giam lại có nhà tù hay không, có đủ mấy chuyến bay hay không? Và có tạo nên cái dư luận của thế giới hay không, đó lại là một cái vấn đề nữa. Ngay bây giờ nổi 400.000 người thôi, 400.000 người Rohingya ở bên Miến Điện mà đang bị họ ngược đãi, đã là một cái đã làm nổi một cái làn sóng dư luận
trên thế giới rồi, 12 triệu người chúng ta làm được gì? Vậy thì khi mà ngồi xuống mà nói rằng giải quyết 12 triệu người bất hợp pháp, chắc chắn là chúng ta phải sàng lọc. Thì nếu mà chúng ta sàng lọc á, thì chúng ta nói là cái khoảng 1 triệu người mà đến đây hồi còn trẻ trong cái chương trình Dhaka đó, 90% trong cái số đó chưa bao giờ phạm pháp, 90% trong số đó đi làm và đi học đàng hoàng. So với lại cái số còn lại, khoảng hơn 10 triệu người còn lại, thì cũng có người tốt, người xấu trong đó. Thành ra một lần nữa là cái giải quyết về di dân mà nói rằng là giải quyết trong vòng một vài tuần hay là một vài tháng, là những người chưa bao giờ hiểu được cái tình hình về di trú hết. Tôi mỗi một ngày, mỗi một tuần mà chúng tôi đi ra tòa để mà chúng tôi đại diện những người bị trục xuất, những người bị Việt Nam có mễ có, mà có người thì bị trục xuất về cái tội hình sự, cũng có người bị trục xuất vì ở đây quá hạn hoặc là làm đám cưới giả, hôn nhân giả. Mình mới hiểu rằng là cái việc trục xuất mà đúng theo cái luật pháp, đúng theo công pháp quốc tế, nó mất thời gian, nó tốn tiền của rất nhiều. Cho nên hỏi rằng là trong những ngày đầu năm, Quốc hội sẽ ngồi lại để mà ra những cái biện pháp về di trú, thì tôi mong rằng cái chuyện đó nó đúng như vậy. Là bởi vì chúng ta nhớ là trước đây một tổng thống cũng đã ký một cái amnesty, một cái lệnh ân xá cho những cái người mà di dân bất hợp pháp, mà họ ở đây họ đóng góp, họ tốt đẹp đó. Đó là tổng thống Reagan. Cái chuyện đó cũng là cách đây quá lâu rồi. Thành ra ngay bây giờ chúng ta gần 20 năm sau rồi, thì nó cũng about time để cho cái quốc hội bây giờ làm được một cái điều gì đó. Nhưng mà sau khi tôi trình bày để thì tôi mong rằng quý thính giả hiểu rằng là cái việc mà giải quyết di trú đó không có phải là một tuần hay là một tháng, không phải một ngày một buổi, mà quốc hội họ phải ngồi xuống rồi lúc đó họ mới nhìn vào, họ mới thấy rằng là cái vấn đề ngân sách tiền bạc như thế nào. Bây giờ cho những cái người Dhaka đó mà họ ra ánh sáng để mà họ làm, họ đóng thuế, thì nó lợi vô cái túi tiền của Mỹ như thế nào. Trục xuất họ thì có trục xuất nổi hay không? Đó là một cái bài toán vô cùng phức tạp. Trình bày để quý thính giả hiểu, nhưng mà nói rằng là đem đến một cái hình ảnh gọi là rõ ràng, rõ nét để mà đưa cái thông tin cho tới quý thính giả ngay bây giờ, tôi không nghĩ là không có một người nào hay là một chuyên gia nào có thể đưa ra một cái hình ảnh rõ ràng được. Chỉ có trong các phiên họp với các những cái dữ kiện rõ ràng do các cơ quan, do các bộ họ cung cấp, lúc đó quốc hội mới ngồi với nhau, rồi 100 vị ở trên thượng viện, 435 vị ở dưới hạ viện, họ mới nói chuyện với nhau rồi họ mới giải quyết được. Cái điều mà mình không nên làm là nếu mà giả sử một cái chính phủ mà chỉ vì những lá phiếu, chỉ muốn vừa lòng cái base của mình, rồi ra những cái biện pháp mà gọi là ngay tức khắc để mà mình dễ mình kể công, mình lấy điểm đó, thì cái điều đó là cái điều không nên làm. Cái điều đó là cái điều mà chúng ta đang chứng kiến nè. Tự dưng những người trong cộng đồng Mễ có, trong cộng đồng Việt Nam có, tự nhiên là đang ngủ trong nhà, cái cơ quan mà IC họ đến, họ bắt, rồi họ cũng giam rồi cái 3 tháng, 4 tháng sống đó là trong nhà tù, rồi nhà tù đông quá, rồi họ cũng ký giấy, họ cũng thả ra. Tức là chúng ta làm những cái việc mà nó tương đối là nó không có cái kế hoạch, chỉ để thỏa mãn cái lỗ tai của những cái người ủng hộ mình, thì cái điều đó không nên làm. Chúng ta nhớ là ngay sau khi tổng thống đắc cử thì có một cái chuyện ở ngay Nam Cali, tức là một cái người phụ nữ Mễ bị tống lên xe chở qua biên giới, đưa qua bên kia biên giới trả lại cho Mễ, thì giác ống kính truyền hình thu đầy đủ hết. Người ta cái động tác đó cũng chỉ là để có cái tin nóng, để làm cho những cái người mà đã bầu phiếu cho mình họ yên tâm là yes, tôi hứa là tôi làm. Sau cái vụ đó rồi mình có nghe gì nữa đâu, cũng im liền. Rồi những cái vụ ruồng bắt rồi giam trong tù,
cũng không có giải quyết được vấn đề di dân. Có nghĩa là làm một hay là hai điều để gây tin nóng, để nghe cho nó đã lỗ tai, có, sau đó đâu nó vẫn hoàng đấy. Tôi nhắc lại là mới cách đây vài tuần thôi, quý thính giả xem news thì biết, một chiếc máy bay chở bao nhiêu người thả về Phi Châu cũng phải quay trở lại. Thì đó là cái viễn ảnh của cái vấn đề giải quyết di dân của năm 2018. Cái viễn ảnh đó là Thượng viện, Hạ viện cần phải làm việc với nhau, không có dân chủ, không có cộng hòa gì hết, làm việc nghiêm túc, ra luật cho đàng hoàng, thì cái vấn đề di dân bất hợp pháp ở Mỹ này mới được giải quyết rốt ráo. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, Lê Ngọc nghĩ là những cái tin tức mà luật sư Duyên vừa mới gửi đến cho quý vị liên quan đến vấn đề di trú, chuyện gì sẽ xảy ra trong năm 2018. Đó là cái bản tin để mà tạm biệt quý vị thính giả, rồi anh em chúng tôi cũng sẽ trở lại trên làn sóng của NVR. Và đặc biệt là quý vị thính giả, quý vị nhắn tin thoải mái vào NVR qua số điện thoại 703-774-5406, email cho NVR hoặc là gọi ngay cho chúng tôi. Thì anh em của chúng tôi sẽ sẵn sàng để mà gọi là cùng nhau đóng góp để mà xây dựng trên một cái tinh thần xây dựng đặc biệt để mà đón chào trong năm mới, năm 2018. Lê Ngọc xin luật sư Duyên gửi lời kết trước khi mà anh em chúng ta tạm biệt với lại quý vị thính giả NVR. Dạ vâng, tạm biệt. Chắc có lẽ là cũng còn lên chương trình với Lê Ngọc một lần nữa trước ngày cuối năm, nhưng mà lỡ mà không có thì chúc quý thính giả một năm mới bình an, hạnh phúc. Và thêm một điều nữa là cảm ơn lắm, như là tôi vẫn nói là những người nghe cái lời, nghe cái sự tường trình của chúng tôi mà thấy nó chói tai, thấy nó khó nghe mà vẫn nghe cho tới hết chương trình, xin ghi nhận chúng tôi một cái lời cảm ơn rất là nhiều. Còn cái việc mà quý thính giả gọi vào hoặc là chê bai, hoặc là thậm chí có người dùng những cái từ ngữ rất là nặng nề thóa mạ chúng tôi đi nữa đó, thì chúng tôi nhận một cách vui vẻ, không có sao hết. Tại vì cái đó là một cái lẽ công bằng. Tôi phê phán Tổng thống Trump như thế nào thì người ta phê phán lại tôi tệ gấp 10 lần như vậy cũng lại là một cái lẽ công bằng, không sao hết trơn. Cho nên xin tạm biệt và hẹn thính giả vào chương trình lần tới.